Tự nhiên đang xuống giải quyết đang bình thường, tự nhiên ông kia ông xuống ấy. Nói chung là nguyên nhân là do cái đứa nhân viên đấy. Đứa nhân viên này nó cũng hành hoạn cơ, nó gọi các anh của nó ra. Thế là làm cho cả Bảnh và cả các anh của nó cũng vất vả trong cái vụ đấy. Nghe cuối cùng là Bảnh phải đi chạy, Bảnh phải đi mất mấy tháng. Thì trong thời gian Bảnh đi mấy tháng ấy thì là em Khởi Kenny ở nhà, em Khởi Kenny ở nhà. Thì trước đây bao nhiêu những phi vụ thì toàn là những Khá Bảnh với Khởi Kenny đi xử lý với nhau mà. Thì lúc đó, trong thời gian là Bảnh đi chạy thì em Khởi Kenny mới ở nhà, thì Bảnh giao cho em Khởi Kenny trông gần 20 đứa nhân viên. Gần 20 đứa nhân viên. Quãng thời gian Bảnh ở nhà nhá. À, quãng thời gian Bảnh đi chạy. Nhưng mà lương tháng Bảnh ở trong trại vẫn phải được ít nhất phải 100 triệu một tháng. Đúng ở trong trại á, phải làm ra cho Bảnh ít nhất 100 triệu một tháng. 20 nhân viên Bảnh để cho Khởi Kenny ở nhà xử lý đấy. Khởi Kenny với lại Mạnh Dũng đấy, vụ Mạnh Dũng Khởi Kenny của anh đấy. Thì là đến một hôm thì là có đứa con gái nó, mấy đứa con gái nó hát với lại mấy anh em ở bên Ninh Hiệp. Mấy anh em bên Ninh Hiệp thì mấy anh em ở bên Ninh Hiệp mới đánh nhân viên nhà mình với lại không trả tiền. Thì nhân viên nhà mình mới gọi điện cho Khởi Kenny với lại Mạnh Dũng. Gọi điện cho Khởi Kenny với Mạnh Dũng xuống thì Khởi Kenny với Mạnh Dũng mới phía ra xuống. Trên đường phi xuống thì Khởi Kenny mới gọi điện cho cu anh là phi ô tô đi mang cả đồ xuống quán Hồng Kông, karaoke Hồng Kông ấy. Thế là chặn mấy cái thằng khách hát và lại địt mẹ chúng mày đi hát, chúng mày đánh nhân viên nhà bố mày lại còn không trả nhân tiền nhân viên nhà bố mày. Nhân viên nhà bố mày đẹp thế này mà địt mẹ chúng mày không trả tiền lại còn đánh nó. Mặt dậy thật đấy. Thế là bắt đầu nói chuyện thì mà thằng kia nó cũng khệnh khoạng, nhưng là Khởi Kenny với bọn Mạnh Dũng bắt đầu lao vào đánh nói thằng đấy nó mới chạy sang quán net bên cạnh thì nó chui trong nhà vệ sinh địt mẹ Khởi Kenny đập tung cửa nhà vệ sinh, cửa bên đây lôi nó ra đánh nó vụt địt mẹ mày vụt lát người luôn, gãy tay luôn, dám định địt mẹ mày bà mấy phần trăm vụt lát người luôn đấy. Địt mẹ đấy chỉ vì nhân viên thôi, lúc đấy Bảnh đang ở trong trại chứ Bảnh ở nhà thì Bảnh lại xử lý kiểu khác, Bảnh xử lý kiểu khác. Thế là cuối cùng vụ này là cũng bình thường thôi, nhưng mà không lo lót gì cho nên là sau nó hiện ra thành khởi tố thì là sau cuối cùng là đấy Khởi Kenny với lại cu anh với lại 5 thằng em của Bảnh đi vụ đấy đấy, đấy Bảnh đi chạy đấy, Bảnh đi chạy 5 tháng, Bảnh đi chạy mấy tháng ở trong bãi bùng, mấy thằng em ở nhà gây án. Sau đến lúc Bảnh ra chạy thì bọn nó các em của Bảnh bắt đầu bị như thế đấy, bị đi đấy. Thế là khởi thì tất cả các em bị bắt hết vào cuối năm 2017, còn Khởi thì bắt đầu năm 2018. Sao vậy? Khởi bắt đầu năm 2018. Khởi bị bắt hôm Khởi bị bắt như thế nào, hôm Khởi bị bắt như thế này. Khởi với Bảnh nhá, Khởi với Bảnh là như hình với bóng luôn. Nhưng mà hôm đấy đúng hôm đấy Bảnh đang giận Khởi đấy. Đấy. Lúc Bảnh ngủ dậy thì Khởi đang lại dọn bếp, lau nhà, lau xe ở dưới nhà. Thế Bảnh mới bảo là Khởi đi ăn khai trương với anh. Đi ăn khai trương ở Quế Võ. Bảnh với Khởi đi ăn khai trương ở Quế Võ. Đi ăn khai trương ở Quế Võ thì hôm ấy đi ăn thì uống rượu say ở Quế Võ rồi. Thì xong anh em ở Quế Võ lại rủ lên ba Quế Võ. Thì là đến lúc nó đi lên ba thì Khởi nó say nó ngủ ở dưới xe rồi, Bảnh mới bảo lên đây chơi một tí rồi về em. Thế là lên trên ba chơi thì Bảnh đang live stream này, thì là lúc đấy Khởi đang bị truy lã mà. Tất cả anh em bị bắt hết rồi còn mới Khởi thôi. Khởi đang đi với Bảnh nhưng lúc đấy Khởi đang bị truy lã. Thế lúc đấy là một đội các anh cảnh công an trên phòng truy lã Bắc Ninh ập vào ba ở dưới Quế Võ bắt em Khởi Kenny đi. Bắt Khởi là lúc đấy Bảnh đang livestream này, vào các anh vào làm nhiệm vụ thì xuống nhạc bảo là tôi có khả nghi ở đây có đối tượng truy nã chứ không có vấn đề gì cả, tất cả mọi người hãy đứng im để bọn tôi kiểm tra.
Thế là cuối cùng là kiểm tra đến Khởi, giơ hình ảnh lên, nhận chưa? Khởi nhận, nên là Khởi bắt đầu tháo vòng, tháo vòng với tháo khuyên tai các thứ, điện thoại thứ đưa cho Bảnh. Nhưng lúc ấy Bảnh khóc luôn, Bảnh khóc luôn, thôi em đi cố gắng, giữ gìn sức khỏe, cải tạo tốt, trở về. Nói chung là tội mình gây ra mình phải chịu thôi, chứ mình cũng không trốn được. Thế là bây giờ em Khởi của Bảnh hôm đấy là bị bắt vào ngày 3 tháng 3. Cũng sắp được 1 năm rồi mọi người. Cũng sắp về rồi, nhanh thôi. Cuộc đời mà nó sương gió mà. Có những anh hùng đi chạy về những cái tội nó chính đáng, và có những người nó đi chạy về cái tội là không chính đáng. Cuộc sống ra ngoài xã hội nó như thế mà. Có những người rất chi là ngoan ngoãn hiền lành đâu, không may không gặp một vấn đề này vấn đề kia nó lại phải là đi chạy. Đấy. Đấy, Bảnh có thằng em Bảnh là thằng Khởi Candy. Sinh năm 1994 ở Ông Bí, Quảng Ninh. Anh em ở với nhau đấy, Bảnh rất quý luôn. Bây giờ Khởi đang ở trong trại, Bảnh lo lót từ A đến Z và hứa hẹn với Khởi khi Khởi về là Bảnh sẽ xây nhà cho Khởi ở rồi. Cuộc sống của Bảnh như thế mà, Bảnh thích sống cuộc sống như thế thôi. Kể cả nhá, ví dụ nhá, đơn giản nhá, đây người yêu của Bảnh đây, nhưng mà không bao giờ được ở riêng tư với Bảnh. Anh Tăng làm gì mất tiền đâu em. Đây, cái hình xăm đại bàng này là như nào? Hình xăm đại bàng này là thật sự con người của Bảnh mơ ước xăm con đại bàng này từ lúc còn rất nhỏ cơ. Bảnh mơ ước xăm con đại bàng này từ lúc còn rất nhỏ. Đấy, đến kể cả Bảnh đi học cũng thế. Bảnh đi học cũng là Bảnh là thằng nghịch nhất lớp, nghịch nhất khối. Đấy, cấp 1, cấp 2, lên lớp 4 này là gì đấy, Bảnh nghịch nhất trường rồi, nhất trường cấp 1 rồi. Lên cấp 2 thì Bảnh lớp 6, lớp 7 Bảnh cũng nghịch ấy, Bảnh nghịch lắm. Nói chung là nghịch là như nào, bản thân Bảnh lại không bị ấy, không bị cô đơn. Lúc nào Bảnh cũng có em của Bảnh ha, lúc nào cũng có một thằng kiểu có những thằng nó quý Bảnh, nó thích Bảnh, nó gọi Bảnh bằng anh á, cho nên là Bảnh lúc nào cũng có em. Từ bé Bảnh đã có em rồi, có những em, những thằng nó làm việc này việc kia cho Bảnh rồi đấy. Cho nên Bảnh ước mơ xăm con đại bàng này từ lâu lắm rồi. Thì đến đầu năm 2016 Bảnh mới xăm con đại bàng này. Con đại bàng này, Bảnh là Bảnh xem 1993, Bảnh là tuổi con gà. Bảnh tuổi con gà thì là mình xăm con đại bàng. Bảnh đáng nghe là, đáng nghe là tất cả những các anh lớn ở đây thì là người ta đều bảo là không nên xăm đại bàng vội, để tầm tuổi ngoài 30 thì xăm đại bàng. Lúc đấy tuổi mình lớn thì xăm đại bàng. Nhưng mà Bảnh bảo là nhưng mà tố chất của em đại bàng rồi thì bây giờ em phải xăm chứ, bây giờ tố chất em bây giờ đã đại bàng rồi làm sao em chờ đến tuổi 30 được. Bảnh mới bảo đấy, thì là mà đã xăm đại bàng nhá, có một số anh lớn người ta xăm đại bàng, người ta xăm con đại bàng nó bay ở ngoài biển, hiểu không, hoặc là con đại bàng nó đứng trên quả cầu, hiểu không, hoặc con đại bàng nó bay ở ngoài biển, có nghĩa là nó tượng trưng cho hòa bình ấy, đại bàng thờ hòa bình. Nếu mà bay ở ngoài trời, ngoài biển là bay thờ hòa bình. Như đây cá Bảnh xăm con đại bàng như này là như nào, cá Bảnh tuổi con gà, hiểu không, cá Bảnh tuổi con gà là hay bị con rắn nó cắn, hổ ma nó cắn con rắn, hổ ma nó cắn con rắn, con gà. Thì là Bảnh đã xăm con đại bàng ở đây, Bảnh xăm luôn cả con rắn ở đây, Bảnh cắp luôn cả con rắn luôn đấy, Bảnh quắp luôn con rắn luôn đấy, có nghĩa là con đại bàng này quắp con rắn này, xăm luôn con đại bàng quắp rắn luôn. Vì sao, vì Bảnh tuổi gà hay bị rắn nó cắn mà, đúng không mọi người, thì Bảnh xăm hẳn con đại bàng quắp rắn luôn đấy, quắp con rắn này, đây con hổ mang này, mọi người thấy không đấy. Cái ý tưởng này của Bảnh ấp ủ từ bé cơ. Đấy, đến năm 2016 thì là anh em cũng nhiều người cũng bảo Bảnh xăm đi, thì Bảnh mới xăm đấy. Xăm lên cái hình trên người trên đại bàng nhá, một con người như Bảnh nhá, nếu Bảnh thật sự không phải là một thằng có thể làm đại bàng, em chào anh Quỳnh Chọc, anh để em nói tí nhá. Nếu Bảnh không thật sự là một con người để mà tố chất là một đại bàng thì là Bảnh xăm cái hình đại bàng đéo không bao giờ đẹp như này luôn đấy. Mọi người cứ thử xem, tất cả những ai xăm mình đại bàng, nếu mà người đấy không đủ tố chất làm đại bàng thì con đại bàng của người đấy không bao giờ được đẹp, không bao giờ đẹp được đấy. Còn nếu mà người nào mà đúng tố chất đủ làm đại bàng, đại ca đại bàng thật sự thì người đấy xăm con đại bàng, kể cả từ cái thời ngày xưa, từ cái thời ngày xưa người ta xăm bằng cái kim chọc 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 thì nhìn con đại bàng của nó vẫn chất, vẫn nỉ, vẫn
lì luôn ở trên cơ thể của cái người đấy, nếu mà người đấy đúng có tố chất làm đại bàng. Đó. Còn những kẻ mà không có tố chất làm đại bàng mà xăm mình con đại bàng lên người thì không bao giờ con đại bàng này nó đẹp được, không bao giờ con đại bàng ấy trọn vẹn được. Nó không lổ bung bét chỗ này thì cũng lổ bung bét chỗ kia, nó không bị lẹm chỗ này thì cũng bị lẹm chỗ kia, không bao giờ hình xăm được trọn vẹn. Như đây hình xăm của Bảnh nó được trọn vẹn con đại bàng luôn, xăm một phát xăm luôn, trọn vẹn luôn. Đấy, hình xăm của Bảnh nó được trọn vẹn luôn. Chứ còn những ai mà không đủ tố chất làm đại bàng mà lại xăm con đại bàng lên người, cái thứ nhất là bản thân mày cởi áo ra mày đéo bao giờ mày tự tin, đúng không? Loại mày tuổi gì bị mẹ xăm đại bàng mà không đủ tuổi, đúng không? Cởi áo ra mày đéo bao giờ dám ướt ngực mày đi ở ngoài đường luôn. Hay mày khép ngực vào, hay che anh xăm vào, đúng không? Hay xăm đại bàng làm gì, đúng không? Đấy là những con người mà không đủ tố chất làm đại bàng mà xăm con đại bàng thì không bao giờ con đại bàng được đẹp cả. Nếu mà có xăm đẹp á thì người đấy cũng đéo bao giờ tự tin ướt ngực. Có sự tự tin không? Con người là ăn nhau ở cái tự tin. Đấy, mình đi đâu cũng thế, tự tin là tất cả, tự tin là chiến thắng hết. Mình làm gì cũng thế, mình có sự tự tin của mình thì mình mới thắng được, đúng không? Nếu mà hoang mang thì không bao giờ mình thắng được. Cho nên là con Bảnh, con đại bàng của Bảnh, áp vào thiên người của Bảnh đến bây giờ nó là trọn vẹn. Bảnh rất chi là nghịch ngợm luôn, kể cả hồi nhỏ luôn Bảnh chưa biết bị ai đánh là gì luôn, chứ không phải gì đâu. Cho nên là Bảnh xăm con đại bàng này là rất đẹp, đúng không? Xăm con đại bàng này là anh Hưng Chọc, anh xăm cho Bảnh. Anh Hưng Chọc cũng là một thợ xăm nổi tiếng ở Việt Nam mình, xăm cho Bảnh. Đấy, nói tí về xã hội tí mọi người ạ. Còn bên dưới là con rắn đấy, tuổi gà mà, gà là hay bị rắn nó cắn, đúng không mọi người? Rắn nó cắn gà mà. Thế Bảnh xăm con đại bàng cắp rắn luôn, cho mày hết ấy luôn. Còn một cái chuyện này nữa này, lưng của Bảnh nhá, cái lưng của Bảnh như này, từ nhỏ Bảnh đã bị một vết sẹo ngang này rất to.